Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 5 trong quyển sách toán tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 11 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 31. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học là phần cùng học trong phần cùng học này cô có tình huống như sau. Các bạn học sinh hỏi bác nông dân rằng: "Bác ơi, mỗi con vật này nặng bao nhiêu kg ạ?" À? Bác nông dân trả lời: "Con bò nặng hơn con heo 150 kg, khối lượng con heo bằng 4/9 khối lượng con bò." Từ tình huống này cô có bài toán như sau: Hiệu của hai số là 150, tương ứng với con bò nặng hơn con heo 150 kg tỷ số của hai số đó là 4 phần chín tương ứng với khối lượng con heo bằng 4 phần chín khối lượng con bò tìm hai số đó tức là chúng ta sẽ đi tìm cân nặng của con bò và cân nặng của con heo rồi bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này như sau theo đề bài ta có sơ đồ số bé chính là cân nặng của con heo số lớn chính là cân nặng của con bò đề bài cho chúng ta biết tỷ số của hai số là 4 phần chín Tỷ số này cho chúng ta biết số phần của số bé là 4 phần, số phần của số lớn là 9 phần. Hiệu của hai số là 150. Có nghĩa là số lớn hơn số bé là 150. Như vậy, ở bài toán này chúng ta biết được hiệu và biết được tỷ số của hai số. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hai số bằng cách như sau. Cô nhắc lại, ở bài học trước thì chúng ta biết được tổng và tỷ số của hai số. Nên bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm tổng số phần bằng nhau. Còn ở bài học này thì chúng ta biết được hiệu và tỷ số của hai số. Do đó đầu tiên chúng ta phải đi tìm hiệu số phần bằng nhau. Đây là đoạn thẳng thể hiện hiệu số phần bằng nhau. Để tìm hiệu số phần bằng nhau, ta sẽ lấy số phần của số lớn là 9 phần, trừ đi cho số phần của số bé là 4 phần. Cô có 9 trừ cho 4 bằng 5 phần. Như vậy, hiệu số phần bằng nhau là 5 phần mà đề bài cho chúng ta biết hiệu của hai số là 150. Như vậy 150 sẽ gồm 5 phần bằng nhau, được chưa nào? Sau khi chúng ta tìm được hiệu số phần bằng, bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ đi tính giá trị của một phần. Ta có 150 sẽ gồm 5 phần bằng nhau. Như vậy để tính giá trị của một phần, chúng ta sẽ lấy 150 chia cho 5. 150 chia cho 5 bằng 30. Như vậy, giá trị của một phần là 30. Sau khi chúng ta đã tính được giá trị của một phần thì chúng ta sẽ tính được số bé và số lớn như sau. Để tính số bé, ta sẽ lấy giá trị của một phần nhân cho số phần của số bé là 4. Như vậy, số bé sẽ bằng 30 nhân cho 4 bằng 120. Tiếp tục, số lớn sẽ bằng giá trị của một phần nhân cho số phần của số lớn là 9. Như vậy, số lớn sẽ bằng 30 nhân cho 9 bằng 270. Hoặc chúng ta cũng có thể tính số lớn bằng cách lấy số bé cộng cho hiệu là 150. Số bé là 120 cộng cho 150, chúng ta cũng được kết quả là 270. Cuối cùng chúng ta sẽ viết đáp số là số bé 120, số lớn 270. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện bài toán 2. Một phân xưởng may có số công nhân nữ gấp 5 lần số công nhân nam. Biết rằng số công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là 48 người. Hỏi phân xưởng đó có bao nhiêu công nhân nữ, bao nhiêu công nhân nam. Rồi, để giải được bài toán này thì chúng ta phải xác định được số bé, số lớn, hiệu số và tỷ số. Theo đề bài thì chúng ta sẽ có sơ đồ như sau. Số công nhân nữ chính là số lớn, số công nhân nam chính là số bé. Số công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là 48 người, như vậy hiệu số sẽ là 48. Số công nhân nữ gấp 5 lần số công nhân nam, như vậy tỷ số của số công nhân nữ và số công nhân nam sẽ là 5 phần 1. Tỷ số này cho chúng ta biết số phần số công nhân nữ là 5 phần, số phần số công nhân nam là 1 phần. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện bài giải. Theo sơ đồ, hiểu số phần bằng nhau là để tìm hiểu số phần bằng nhau thì chúng ta sẽ lấy số phần của số lớn trừ đi cho số phần của số bé, tức là chúng ta sẽ lấy số phần số công nhân nữ là 5 phần trừ đi cho số phần số công nhân nam là 1 phần. 5 trừ cho 1 sẽ bằng 4. Như vậy, hiệu số phần bằng nhau là 4 phần. Sau đó, chúng ta sẽ đi tính giá trị của một phần. Ta biết rằng 48 chính là hiệu mà 48 sẽ gồm 4 phần bằng nhau, được chưa nào? Như vậy, để tính giá trị của một phần, ta sẽ lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, tức là chúng ta sẽ lấy 48 chia cho 4 bằng 12. Như vậy, giá trị của một phần là 12 người, mà giá trị của một phần cũng chính là số phần số công nhân nam. Do đó, chúng ta sẽ đặt lời giải như sau, giá trị của một phần hay số công nhân nam là chúng ta sẽ lấy 48 chia cho 4 bằng 12 đơn vị là người. Như vậy chúng ta đã tìm được số công nhân nam là 12 người. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số công nhân nữ bằng cách lấy số công nhân nam cộng cho 48, tức là chúng ta sẽ thực hiện lấy 12 cộng cho 48 bằng 60 đơn vị là người. Ngoài cách này ra, chúng ta cũng có thể tính số công nhân nữ bằng cách lấy giá trị của một phần là 12 người nhân cho số phần của số công nhân nữ là 5 phần tức là chúng ta sẽ lấy 12 nhân cho 5, chúng ta cũng được kết quả là 60 người. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết đáp số là số công nhân nam 12 người, số công nhân nữ 60 người. Rồi, dựa vào các kiến thức mà chúng ta vừa học được ở phần cùng học, chúng ta sẽ thực hiện bài tập có ở phần thực hành như sau. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Bài mẫu cho chúng ta biết hiệu là 27, tỷ số của hai số là 2 phần 5. Tỷ số này cho chúng ta biết số phần của số bé là 2, số phần của số lớn là 5. Để tìm được số bé và số lớn thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tính hiệu số phần bằng nhau. Muốn tính hiệu số phần bằng nhau, ta sẽ lấy số phần của số lớn là 5 trừ đi cho số phần của số bé là 2. Tức là chúng ta sẽ lấy 5 trừ cho 2 được 3. Như vậy, hiệu số phần bằng nhau là 3 phần. Điều này có nghĩa là 27 gồm 3 phần bằng nhau. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tính giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, tức là chúng ta sẽ lấy 27 chia cho 3 được 9. Như vậy giá trị của một phần là 9. Muốn tìm số bé, ta sẽ lấy giá trị của một phần nhân cho số phần của số bé là 2, tức là chúng ta sẽ lấy 9 nhân cho 2 được 18. Muốn tìm số lớn Ta sẽ lấy giá trị của một phần là 9 nhân cho số phần của số lớn là 5, tức là 9 nhân cho 5 bằng 45. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tìm số lớn bằng cách lấy số bé là 18 cộng cho hiệu là 27. Ta có 18 cộng cho 27, chúng ta cũng được kết quả là 45. Rồi, tương tự như bài làm mẫu, chúng ta sẽ thực hiện các câu tiếp theo. Hiệu là 100, tỷ số của hai số là 7 phần 6. Tỷ số này cho chúng ta biết số phần của số bé là 6, số phần của số lớn là 7. Từ đây chúng ta có thể tìm được hiệu số phần bằng nhau bằng cách lấy số phần của số lớn là 7 trừ đi cho số phần của số bé là 6. Ta có 7 trừ cho 6 bằng 1. Như vậy hiệu số phần bằng nhau là 1 phần. Tiếp tục chúng ta sẽ tính giá trị của 1 phần bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau tức là lấy 100 chia cho 1 bằng 100. Như vậy, giá trị của một phần là 100. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm số bé bằng cách lấy giá trị của một phần nhân cho số phần của số bé là 6, tức là chúng ta sẽ lấy 100 nhân cho 6 bằng 600. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số lớn bằng cách lấy số bé là 600 cộng cho hiệu là 100. 600 cộng 100 bằng 700. Như vậy, số lớn là 700. Tiếp tục, đề bài cho chúng ta biết hiệu là 40.000 tỷ số của hai số là 1 phần 9. Tỷ số này cho chúng ta biết số phần của số bé là 1, số phần của số lớn là 9. Như vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu số phần bằng nhau bằng cách lấy số phần của số lớn là 9 trừ đi cho số phần của số bé là 1. Ta có 9 trừ cho 1 bằng 8. Như vậy, hiệu số phần bằng nhau là 8 phần. Sau đó, chúng ta sẽ đi tính giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau tức là chúng ta sẽ lấy 40.000 chia cho 8 bằng 5.000. Như vậy, giá trị của một phần là 5.000. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tính số bé bằng cách lấy giá trị của một phần nhân cho số phần của số bé là 1. Tức là chúng ta sẽ lấy 5.000 nhân cho 1 bằng 5.000. Như vậy lúc này, giá trị của một phần cũng chính là số bé. Bởi vì số phần của số bé là 1. cho nên giá trị của một phần bằng với số bé. Như vậy, số bé là 5.000. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tính số lớn bằng cách lấy số bé cộng cho hiệu. Tức là chúng ta sẽ lấy 5.000 cộng 40.000 bằng 45.000. Như vậy số lớn là 45.000. Hoặc chúng ta cũng có thể lấy giá trị của một phần là 5.000 nhân cho số phần của số lớn là 9. Tức là chúng ta sẽ lấy 5.000 nhân cho 9, chúng ta cũng được kết quả là 45.000. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong phần thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Trong phần luyện tập, các em sẽ thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập luyện tập số 1. Năm nay sản lượng xoài của nhà bác ba thu hoạch nhiều hơn năm ngoái là 36 tấn và bằng 5 phần 3 sản lượng năm ngoái. Hỏi mỗi năm bác ba thu hoạch được bao nhiêu tấn xoài? Để giải được bài toán này, thì bước đầu tiên các em phải xác định được số bé, số lớn, hiệu số và tỷ số. Bước tiếp theo là các em sẽ vẽ sơ đồ ra Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm hiểu số phần bằng nhau. Sau đó là đi tìm giá trị của một phần. Có giá trị của một phần rồi thì chúng ta sẽ tính được số tấn xoài năm ngoái bác Ba thu hoạch được bằng cách lấy giá trị của một phần nhân với số phần xoài năm ngoái. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ đi tìm số tấn xoài năm nay bằng cách lấy số tấn xoài năm ngoái mà chúng ta vừa tính được cộng cho 36 tấn hoặc lấy giá trị của một phần nhân với số phần xoài năm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài giải ra như sau Theo đề bài ta có sơ đồ Đề bài nói rằng năm nay sản lượng xoài của bác ba thu hoạch nhiều hơn năm ngoái là 36 tấn và bằng 5 phần 3 sản lượng năm ngoái Như vậy từ đề bài chúng ta biết được sản lượng xoài thu hoạch năm ngoái là số bé Sản lượng xoài thu hoạch năm nay là số lớn, hiệu là 36 tấn Tỷ số là 5 phần 3 Tỷ số này cho chúng ta biết Số phần xoài thu hoạch năm ngoái là 3 phần, số phần xoài thu hoạch năm nay là 5 phần. Rồi, theo sơ đồ, hiểu số phần bằng nhau là 5 trừ cho 3 bằng 2, đơn vị là phần. Như vậy, hiểu số phần bằng nhau là 2 phần, điều này có nghĩa là 36 tấn sẽ bao gồm 2 phần. Từ đây, chúng ta sẽ tính được giá trị của một phần bằng cách lấy 36 chia cho 2 bằng 18, đơn vị là tấn. Như vậy giá trị của một phần là 18 tấn. Từ đây chúng ta có thể tính được số tấn xoài bác ba thu hoạch được vào năm ngoái bằng cách lấy giá trị của một phần nhân cho số phần xoài thu hoạch được vào năm ngoái là 3 phần. Như vậy chúng ta sẽ lấy 18 nhân cho 3 bằng 54, đơn vị là tấn. Số tấn xoài bác ba thu hoạch được vào năm ngoái là 54 tấn. Sau đó chúng ta sẽ đi tính được số tấn xoài bác ba thu hoạch được vào năm nay. Chúng ta sẽ đặt lời giải là Năm nay bác Ba thu hoạch được số tấn xoài là chúng ta sẽ lấy số tấn xoài bác Ba thu hoạch được vào năm ngoái là 54 tấn cộng cho hiệu là 36 tấn, tức là chúng ta sẽ lấy 54 cộng 36 bằng 90 đơn vị là tấn. Cuối cùng, chúng ta sẽ biết đáp số là năm ngoái 54 tấn xoài, năm nay 90 tấn xoài. Tiếp tục cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 2. Bé Bin chào đời năm mẹ 27 tuổi, hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Bin, hỏi năm nay Bin bao nhiêu tuổi? Rồi, theo đề bài ta sẽ có sơ đồ như sau. Như vậy tuổi của Bin hiện nay sẽ là số bé, tuổi của mẹ hiện nay sẽ là số lớn và hiệu là 27 tuổi, tức là tuổi của mẹ hơn tuổi của Bin là 27 tuổi. Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi Bin. Như vậy, số phần tuổi của pin hiện nay là một phần, số phần tuổi của mẹ hiện nay là 4 phần. Theo sơ đồ, hiểu số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy số phần tuổi của mẹ hiện nay là 4 phần trừ đi cho số phần tuổi của pin hiện nay là một phần, tức là chúng ta sẽ lấy 4 trừ cho 1 bằng 3, đơn vị là phần. Sau đó chúng ta sẽ đi tính giá trị của một phần. Dựa vào sơ đồ thì chúng ta biết được rằng Giá trị của một phần cũng chính là số tuổi của pin hiện nay Bởi vì số phần tuổi của pin hiện nay là một phần Do đó chúng ta sẽ đặt lời giải là Giá trị của một phần hay số tuổi của pin hiện nay là Để tính giá trị của một phần thì chúng ta sẽ lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau Tức là chúng ta sẽ lấy 27 chia cho 3 bằng 9 đơn vị là tuổi Như vậy số tuổi của pin hiện nay là 9 tuổi Cuối cùng chúng ta sẽ biết đáp số là 9 tuổi tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 3, số. Ở bài tập này chúng ta sẽ điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Bài toán nói rằng, từ nhà Nam đến trường học phải đi qua công viên. Quãng đường từ nhà Nam đến công viên bằng 2 phần 3 quãng đường từ công viên đến trường học. Và ngắn hơn quãng đường từ công viên đến trường học là 250 mét. Quãng đường từ nhà Nam đến trường học dài bao nhiêu mét? Rồi, dựa vào hình ảnh có trong bài toán thì chúng ta biết được rằng muốn tính quãng đường từ nhà Nam đến trường học thì chúng ta phải có được quãng đường từ nhà Nam đến công viên và quãng đường từ công viên đến trường học. Quãng đường từ nhà Nam đến trường học sẽ bằng quãng đường từ nhà Nam đến công viên cộng cho quãng đường từ công viên đến trường học, được chưa nào? Đề bài nói rằng quãng đường từ nhà Nam đến công viên bằng 2/3 quãng đường từ công viên đến trường học và ngắn hơn quãng đường từ công viên đến trường học là 250m. Rồi, theo đề bài thì ta sẽ có sơ đồ như sau. Như vậy, quãng đường từ nhà Nam đến công viên là số bé, quãng đường từ công viên đến trường học là số lớn. Hiệu là 250m, tức là quãng đường từ công viên đến trường học dài hơn quãng đường từ nhà Nam đến công viên là 250m, được chưa nào? Quãng đường từ nhà Nam đến công viên bằng 2 phần 3 quãng đường từ công viên đến trường học. Như vậy tỷ số sẽ là 2 phần 3. Tỷ số này cho chúng ta biết số phần quãng đường từ nhà Nam đến công viên là 2 phần. Số phần quãng đường từ công viên đến trường học là 3 phần. Rồi, theo sơ đồ thì chúng ta sẽ tính được hiệu số phần bằng nhau bằng cách lấy số phần của số lớn là 3 trừ đi cho số phần của số bé là 2. Tức là chúng ta sẽ lấy 3 trừ cho 2 bằng 1. Như vậy hiệu số phần bằng nhau là 1 phần. Sau đó chúng ta sẽ đi tính giá trị của 1 phần bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau. Tức là chúng ta sẽ lấy 250 chia cho 1 bằng 250 đơn vị là mét. Như vậy giá trị của 1 phần là 250 mét. Sau đó chúng ta sẽ đi tính quãng đường từ nhà nam đến công viên Tức là chúng ta sẽ đi tính số bé Bằng cách lấy giá trị của một phần là 250 nhân cho số phần của số bé là 2 Tức là chúng ta sẽ lấy 250 nhân cho 2 bằng 500 đơn vị là mét Như vậy quãng đường từ nhà nam đến công viên là 500 mét Tiếp tục chúng ta sẽ đi tính quãng đường từ công viên đến trường học Bằng cách lấy quãng đường từ nhà nam đến công viên cộng cho 250 m bởi vì quãng đường từ công viên đến trường học dài hơn quãng đường từ nhà nam đến công viên là 250 m. Ta có 500 cộng 250 bằng 750 đơn vị là mét. Như vậy quãng đường từ công viên đến trường học là 750 m. Từ đây chúng ta sẽ tính được quãng đường từ nhà nam đến trường học bằng cách lấy quãng đường từ nhà nam đến công viên cộng cho quãng đường từ công viên đến trường học như vậy chúng ta sẽ lấy 500 cộng cho 750 bằng 1250 đơn vị là mét. Quãng đường từ nhà Nam đến trường học là 1250 m. Cuối cùng chúng ta sẽ viết đáp số là 1250 m. Như vậy ở bài tập này, số mà chúng ta cần điền vào dấu hỏi chấm là số 1250. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 4, chọn ý trả lời đúng Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện câu A. Hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số. Tỷ số của hai số đó là 7 phần 5. Hai số đó là, ở đây chúng ta có 4 ý trả lời và chúng ta sẽ chọn ra ý trả lời đúng nhé. Đề bài cho chúng ta biết hiệu của hai số là số bé nhất có hai chữ số. Mà số bé nhất có hai chữ số đó là số 10. Như vậy hiệu của hai số sẽ là 10. Tỷ số của hai số là 7 phần 5 tỉ số này cho chúng ta biết số phần của số lớn là 7 phần, số phần của số bé là 5 phần. Từ đây chúng ta sẽ có được sơ đồ như sau. Dựa vào sơ đồ thì chúng ta sẽ tính được hiệu số phần bằng nhau bằng cách lấy số phần của số lớn là 7 phần trừ đi cho số phần của số bé là 5 phần. Ta có 7 trừ cho 5 bằng 2, như vậy hiệu số phần bằng nhau là 2 phần. Điều này có nghĩa là 10 sẽ gồm 2 phần bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ đi tính được giá trị của một phần bằng cách lấy 10 chia cho 2 bằng 5. Giá trị của một phần là 5. Từ đó chúng ta có thể tính được số bé và số lớn như sau. Số bé chúng ta sẽ lấy giá trị của một phần nhân cho số phần của số bé là 5, tức là chúng ta sẽ lấy 5 nhân cho 5 bằng 25. Số lớn chúng ta sẽ lấy số bé cộng cho hiệu, tức là chúng ta sẽ lấy 25 cộng cho 10 bằng 35 hoặc chúng ta cũng có thể lấy giá trị của một phần là 5 nhân cho số phần của số lớn là 7, tức là 5 nhân cho 7 chúng ta cũng được kết quả là 35. Như vậy, số bé là 25, số lớn là 35, do đó ở câu A chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng đó là ý B lớn 35 và 25. Tiếp tục cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện câu B. Lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 5B là 10 cây tỷ số cây trồng của lớp 5A và lớp 5B là 35 phần 33. Tổng số cây của cả hai lớp trồng được là Rồi ở đây chúng ta cũng có 4 ý trả lời Và chúng ta sẽ chọn ra ý trả lời đúng Đọc đề bài thì chúng ta biết được Hiệu là 10, tỷ số là 35 phần 33 Đề bài lại nói rằng Lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 5B là 10 cây Tức là số cây của lớp 5A trồng là số lớn Số cây của lớp 5B trồng là số bé được chưa nào? Tỷ số cây trồng của lớp 5A và lớp 5B là 35 phần 33. Tỷ số này cho chúng ta biết số phần cây lớp 5A trồng được là 35 phần. Số phần cây lớp 5B trồng được là 33 phần. Từ tỷ số này, chúng ta có thể tính được hiệu số phần bằng nhau bằng cách lấy 35 trừ 33 bằng 2 phần. Điều này có nghĩa là hiệu là 10 sẽ bao gồm 2 phần bằng nhau. Như vậy chúng ta sẽ tính được giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau, tức là lấy 10 chia cho 2 bằng 5 đơn vị là cây. Như vậy giá trị của một phần là 5 cây. Từ đây chúng ta có thể tính được số cây của lớp 5A trồng được, tức là số lớn bằng cách lấy giá trị của một phần nhân cho số phần cây của lớp 5A trồng được là 35. Tức là chúng ta sẽ thực hiện lấy 5 nhân 35 bằng 175 đơn vị là cây. Như vậy, số cây lớp 5A trồng được là 175 cây. Sau đó, chúng ta sẽ tính được số cây lớp 5B trồng được bằng cách lấy 175 trừ đi cho 10, bởi vì số cây lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 5B là 10 cây. Như vậy, để tìm được số cây lớp 5B trồng được, chúng ta sẽ lấy số cây lớp 5A trồng được trừ đi cho 10. Ta có 175 trừ cho 10 bằng 165 đơn vị là cây. Như vậy số cây lớp 5B trồng được là 165 cây. Cuối cùng chúng ta sẽ đi tính tổng số cây cả hai lớp trồng được bằng cách lấy 165 cộng cho 175 bằng 340 đơn vị là cây. Như vậy ở câu B chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng đó là ý C lớn 340 cây. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong bài tập luyện tập số 4 và đây cũng là bài tập cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé